Rất vui được gặp lại quý vị trong bản tin hàng hóa thị trường. Trong bản tin ngày hôm nay thì chúng tôi sẽ lần lượt chuyển đến quý vị những thông tin đáng chú ý sau đây. Hình thức đầu tư tác động bắt đầu phát triển tại Việt Nam. Hiệp hội cà phê cacao nhận định niên vụ mới không lo giá cà phê giảm sâu. Như trước hết sẽ là thông tin, Bộ Giao thông Vận tải đề nghị bổ sung cước vận tải vào danh mục bình ổn giá. Kính thưa quý vị, Bộ Giao thông Vận tải vừa có văn bản gửi cho Bộ Tài chính đề nghị nghiên cứu bổ sung giá cước vận tải vào danh mục bình ổn giá để tăng cường quản lý giá cước vận tải ô tô. Bộ Giao thông Vận tải đề nghị Bộ Tài chính sửa đổi quy định về hàng hóa dịch vụ thực hiện bình ổn giá theo Nghị định 177. Theo đó, bổ sung cước vận tải theo tuyến cố định, xe buýt, taxi và vận tải hàng hóa vào danh mục bình ổn giá để cho các cơ quan quản lý giá có thể quản lý chặt chẽ và bình ổn giá cước vận tải khi cần. Bộ Giao thông Vận tải cũng đề nghị tất cả các loại giá cước vận tải bằng xe ô tô đều bắt buộc phải kê khai thay vì chỉ áp dụng với giá cước vận tải hành khách tuyến cố định và taxi như hiện nay. Trong thời gian chờ đợi sửa đổi nghị định, Bộ Giao thông Vận tải đề nghị Bộ Tài chính chỉ đạo các địa phương bổ sung giá cước vận tải hàng hóa vào danh mục phải kê khai giá cước để quản lý theo đúng quy định. Theo Bộ Giao thông Vận tải, trong thời gian vừa qua, mặc dù giá xăng dầu giảm mạnh nhưng các doanh nghiệp vận tải vẫn chưa kịp thời điều chỉnh giá cước vận tải, gây bức xúc trong dư luận. Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải vừa yêu cầu Bộ Công Thương chủ trì phối hợp với các bộ và cơ quan có liên quan khẩn trương tổ chức đoàn kiểm tra việc thực hiện quy định về sản xuất, phối trộn, kinh doanh xăng E5 kể từ ngày 1 tháng 12 năm 2014 tại các tỉnh và thành phố theo quyết định số 53 của Chính phủ. Bộ Công Thương và các cơ quan xem xét chấn chỉnh xử lý những khó khăn vướng mắc trong quá trình thực hiện, báo cáo Thủ tướng Chính phủ xử lý những vấn đề vượt thẩm quyền. Theo quyết định 53 của Thủ tướng Chính phủ về lộ trình áp dụng tỷ lệ phối trộn nhiên liệu sinh học với nhiên liệu truyền thống, từ ngày 1 tháng 12 năm 2014, xăng sinh học E5 sẽ được sản xuất để sử dụng cho phương tiện cơ giới đường bộ tại 7 địa phương là Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Hải Phòng, Đà Nẵng, Cần Thơ, Quảng Ngãi, Bà Rịa Vũng Tàu và sẽ chính thức sử dụng rộng rãi trên toàn quốc từ ngày 1 tháng 12 năm 2015. Từ ngày 1 tháng 12 năm 2016, xăng sử dụng cho phương tiện cơ giới đường bộ tại 7 địa phương trên là xăng E10 và đến 1 tháng 12 năm 2017, xăng E10 sẽ được tiêu thụ trên toàn quốc. Các doanh nghiệp xã hội Việt Nam đang có tiềm năng đón nhận một luồng đầu tư từ các quỹ đầu tư tác động, một loại hình đầu tư mới trên thế giới. Thông tin được Trung tâm Hỗ trợ Sáng kiến Phục vụ Cộng đồng, gọi tắt là C-SHIP, đưa ra tại Diễn đàn Đầu tư Xã hội vừa được tổ chức trong tuần qua tại Thành phố Hồ Chí Minh. Theo bà Phạm Kiều Anh, Giám đốc CSIP, nếu như cách đây 5 năm, Việt Nam hoàn toàn không có khái niệm đầu tư tác động, thì nay đã có những dự án đầu tiên đón nhận nguồn vốn từ các quỹ đầu tư tác động nước ngoài. Đặc biệt, trong năm nay, Lotus Impact thuộc Vina Capital được coi là quỹ đầu tư tác động đầu tiên đã thành lập tại Việt Nam. Đầu tư tác động được hiểu là một hình thức đầu tư vừa tạo ra tác động xã hội tích cực, vừa mang lại một số lợi nhuận tài chính. Mặc dù lợi nhuận mang lại không cao, nhưng bà Anh cho biết đầu tư tác động đang thu hút ngày càng lớn nguồn tiền trên thế giới. Doanh nghiệp khi đầu tư thì họ luôn luôn có cái bài toán về cái gọi là cái financial return là cái và nhưng bên cạnh những cái financial return đó thì các nhà đầu tư tác động có đặt ra những cái điều kiện về social return. Thay vì là trước đây họ có thể là đầu tư vào 10 các doanh nghiệp, miễn là doanh nghiệp nào mà có thể tạo ra lợi nhuận cho họ, thì bây giờ thì họ có thể đầu tư vào một số trong số các doanh nghiệp đó, 2, 3 hoặc 4, 5, 6 tùy vào cái điều kiện. Và một trong những cái yêu cầu của các nhà đầu tư là các doanh nghiệp đó cũng phải chứng minh được là cái hoạt động của doanh nghiệp đó nó có thể tạo ra những cái tác động xã hội. Theo một thống kê của mạng lưới đầu tư tác động toàn cầu GIIN, thế giới đã có hơn 300 quỹ đầu tư tác động với số vốn có thể lên đến 500 tỷ đô la Mỹ trong năm nay. Riêng tại Việt Nam, bà Anh đánh giá thị trường hàng trăm ngàn doanh nghiệp có khả năng phát triển thành doanh nghiệp xã hội sẽ là tiềm năng lớn để phát triển các quỹ đầu tư tác động. Nhân Diễn đàn Đầu tư Xã hội năm 2014, Lotus Impact đã công bố dự án đầu tư đầu tiên của mình là dự án phối hợp với quỹ Koto, một trong những doanh nghiệp xã hội đầu tiên tại Việt Nam. Để thành lập liên doanh Koto Catering, Koto Catering sẽ cung cấp các loại thực phẩm đã qua chế biến dựa trên nguồn nhân lực là các trẻ em đường phố đã qua đào tạo chuyên ngành nhà hàng khách sạn của Koto Foundation. Giai đoạn đầu, công ty này sẽ hoạt động chủ yếu tại Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh. Theo các tổ chức chứng nhận cà phê bền vững tại Việt Nam, hiện nay hơn 50% sản lượng cà phê sản xuất tại Việt Nam có các chứng nhận về sản xuất bền vững. Tại Diễn đàn Đối thoại và triển vọng cà phê năm 2014 diễn ra sáng ngày 1 tháng 12 tại Thành phố Hồ Chí Minh, đại diện các tổ chức chứng nhận cà phê bền vững như là UTZ Certified 4C cho biết,
diện tích và sản lượng cà phê có chứng nhận của Việt Nam tăng rất nhanh trong 2 năm gần đây. Hiện Việt Nam có 175.000 hecta diện tích cà phê và hơn 50% sản lượng, tức là khoảng hơn 600.000 tấn có chứng nhận bền vững. Trong 2 năm vừa rồi thì tại Việt Nam các nhà sản xuất tham gia chứng nhận phát triển chuyển đổi vào rất là lớn. Lý do thứ nhất là vì cái xu thế khách hàng đòi hỏi, người ta gọi đến một công ty, anh có cà phê chứng nhận không? Nếu trả lời là không thì người ta không liên lạc nữa. Và thậm chí là cái cà phê bình thường cũng khó kinh doanh buôn bán. Cho nên đó là cái áp lực từ khách hàng, người ta phải tham gia chứng nhận. Thứ hai, một đơn vị mà đứng trên địa bàn thì ngoài cái chuyện khách hàng ra thì địa phương cũng yêu cầu đóng góp một cái gì cho đó cho bà con nông dân. Nên đó là cái lý do thứ hai buộc các công ty phải tham gia chứng nhận. Và đặc biệt trong 2 năm vừa rồi thì với hai cái nguyên nhân này làm cho các nhà sản xuất Việt Nam đăng ký chứng nhận rất là lớn. Đặc biệt tổ chức của tôi thì có năm tăng lên 100% luôn. Theo các tổ chức trên, việc diện tích cà phê có chứng nhận tăng lên không chỉ mang lại lợi ích kinh tế là tiết kiệm chi phí sản xuất đầu vào, gia tăng giá bán cho sản phẩm đầu ra, mà quan trọng là định hướng cho việc phát triển bền vững ngành cà phê ở Việt Nam phù hợp với xu hướng thế giới. Hiện nay cái xu thế người tiêu dùng, người ta muốn uống một ly cà phê có cái độ an toàn về thực phẩm cao. Người ta muốn đằng sau ly cà phê đó biết được rằng cái vùng đó là người nông dân, người ta sống làm sao, có đủ sống hay không, cuộc sống người ta vất vả lắm hay không, các cháu được đến trường hay không, môi trường có bị hủy hoại hay không. Thì đó là xu thế hiện nay của cà phê trên thế giới. Và theo tôi nghĩ rằng xu thế này càng ngày càng nhiều hơn. Và đến một lúc nào đó thì tất cả thị trường cà phê trên thế giới đều phải được chứng nhận. Có nghĩa là được bão hòa, còn cà phê không có chứng nhận thì sẽ không được vào cái sân chơi trên thị trường cà phê thế giới nữa. Hiện nay cà phê có chứng nhận đang chiếm khoảng 17% lượng cà phê tiêu thụ trên toàn thế giới. Thị trường cà phê có chứng nhận tăng trưởng khoảng 30% một năm. Kính thưa quý vị, thêm một thông tin liên quan đến cà phê. Trước những thông tin trái chiều về sản lượng cà phê niên vụ 2014-2015 và những lo ngại về diễn biến khó lường của giá cà phê, Hiệp hội Cà phê Cacao, gọi tắt là Vicofa, trong buổi tổng kết niên vụ 2013-2014 đã khẳng định với tình hình hiện tại thì không lo giá cà phê niên vụ mới giảm sâu. Theo Vicofa, hiện nay nhiều tổ chức dự báo sản xuất cà phê Robusta tại Việt Nam niên vụ 2014-2015 được mùa, cộng với lượng tồn kho lớn loại cà phê này trên thế giới, nhiều khả năng sản lượng cà phê Robusta sẽ dư thừa và giá sẽ rớt. Sản lượng cà phê Arabica tại Brazil cũng được các tổ chức đưa ra dự báo tăng giảm khác nhau. Tuy nhiên, theo Hiệp hội, đến thời điểm hiện tại, dự báo nguồn cung cà phê thế giới trong niên vụ 2014-2015 sẽ thiếu hụt 6-11 triệu bao so với nhu cầu là hoàn toàn có cơ sở. Với dự báo này, không lo giá cà phê trong niên vụ mới sẽ giảm sâu như lời đồn đoán. Hiện nay, các nước đều mất mùa mà bản thân Việt Nam cũng mất mùa và ít nhất thì cũng có thể từ 10-20%. Và cộng với cái việc mà thị trường hàng A cũng bị mất mùa, thì chỉ trong thời gian ngắn sắp tới thôi thì cái lượng tồn kho ở trên thế giới nó sẽ bị sụt giảm. Và lúc bấy giờ thì nhu cầu nó phải bắt buộc phải đẩy lên, thì thị trường khi mà nhu cầu đẩy lên rồi thì người ta bắt buộc phải mua. Mà mua nhiều thì đương nhiên giá nó phải tăng. Cái khả năng rớt giá là chỉ là thông tin đồn thôi, gây thất thiệt, chứ còn cái giá là chắc chắn nó sẽ ổn định và hy vọng là sẽ được tăng trong thời gian tới. Theo Vicofa, niên vụ 2013-2014 là một niên vụ khá thành công với ngành cà phê Việt Nam. Trong niên vụ này, cả nước xuất khẩu được hơn 1,6 triệu tấn, giá trị đạt 3,4 tỷ đô la Mỹ, tăng 17,2% về lượng và 12,5% về giá trị so với niên vụ trước. Giá xuất khẩu trung bình khoảng 1.900 đô la Mỹ một tấn. Trong nước, nông dân bán cà phê với mức giá bình quân 40.000 đồng một ký. Đây là mức giá tốt trong những năm gần đây. Kính thưa quý vị, vào ngày 4 tháng 12, trao đổi với FBNC bên lề hội thảo cập nhật những quy định mới về kinh doanh, nhập khẩu thuốc bảo vệ thực vật. Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp Sản xuất và Kinh doanh Thuốc bảo vệ thực vật, gọi tắt là FIPA, ông Trần Quang Hùng cho biết các doanh nghiệp hiện nay vẫn đang gặp khó với quy định về giấy ủy quyền khi nhập khẩu thuốc bảo vệ thực vật. Hiệp hội đã kiến nghị bỏ quy định này trong thông tư mới sắp ban hành về quản lý thuốc bảo vệ thực vật. Theo quy định tại thông tư số 03 của Bộ Nông nghiệp Phát triển Nông thôn, doanh nghiệp muốn nhập khẩu thuốc bảo vệ thực vật thì phải có giấy ủy quyền của doanh nghiệp sản xuất loại thuốc đó. Theo ông Hùng, quy định này chỉ nên áp dụng đối với một số loại thuốc mới sáng chế, cần có thời gian bảo hộ quyền sáng chế. Còn đối với những loại thuốc thông dụng, không nên áp dụng quy định này vì sẽ tạo ra tính độc quyền. Nếu bỏ quy định này, cả người tiêu dùng lẫn doanh nghiệp đều được lợi. Doanh nghiệp không bị co ép, tức là luôn luôn bị đe dọa. Là người ta có thể tước cái bỏ cái giấy ủy quyền của anh thì anh mất cái mặt hàng kinh doanh. Đó, bởi vì sao? Ví dụ như họ ép cái doanh nghiệp là phải nhập một lượng hàng lớn như thế này hoặc là phải nhập số lượng như thế này thì họ mới cho thì mới để cái giấy ủy quyền. Còn nếu không họ cắt cái giấy ủy quyền
thì doanh nghiệp luôn luôn trong tình trạng bị ô ép như thế. Và rồi là đó là vấn đề giá cả nữa. Được cái giá cả cạnh tranh. Mà giá cả cạnh tranh thì dứt khoát là thuốc sản xuất trong nước sẽ thấp và người nông dân có lợi, nhất là người nông dân sẽ có lợi. Theo Vipa, mặc dù là nước nông nghiệp nhưng hiện nay Việt Nam phải nhập đến 90% các loại thuốc bảo vệ thực vật, trong đó hơn 80% từ Trung Quốc. Việc quy định các thủ tục rườm rà trên sẽ khiến cho các doanh nghiệp Việt Nam càng lệ thuộc vào các nhà xuất khẩu. Hiệp hội cho rằng thông tư mới về quản lý thuốc bảo vệ thực vật nên có quy định về cơ chế hỗ trợ để giúp cho các doanh nghiệp kinh doanh thuốc bảo vệ thực vật trong nước từng bước xây dựng nền công nghiệp sản xuất thuốc bảo vệ thực vật quốc gia. Vừa rồi là phần 1 của bản tin hàng hóa thị trường. Trong phần 2 của chương trình, chúng tôi sẽ mang đến những thông tin đáng chú ý sau đây. Giá dầu thấp có thể khiến tăng trưởng ngành khai thác đá phiến chững lại. 11 tháng, kim ngạch xuất nhập khẩu của Trung Quốc tăng 2,2%.